Ơi, hết xăng rồi mọi người. Đấy, hết xăng rồi nha, không còn mấy xăng nào hết. Rồi. Rồi ok. Vừa rồi thì em đã test nổ cái con máy Shinowa 1029S slot nha. Máy bao đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt có trợ lực rất là to nha. Có bơm xăng phụ. Đây, có bơm xăng phụ nè. Công tắc bật tắt tắt mở ngay đây nhé. Thì phần xăng pha nhớt để đốt cháy là phần nắp màu đỏ. Còn phần nắp màu đen là nhớt thải để bôi trơn làm xích. Thì con này làm dài 40 xích thì xích chuột nha. Làm dài 40 xích chuột. Mặt tiền rất là đẹp nha, còn đỏ âu luôn ha. Con này thì rất là ok. Hai ốc xích lam này. Hai ốc xích lam sử dụng bằng khóa 13 nha, tiếp mũi ri đó mọi người. Đây mã số seri của con này là 2001576. Mã số máy là E1029S. Đây, mất kinh dòng băng nha. Mất dòng băng nha mọi người. Rồi con này em bán với giá là 2.400.000 đồng. 2.400.000 đồng chưa bao gồm phí ship nha. Khi bán máy thì em sẽ tặng kèm theo một cái dũa, một cái tiếp mũ buri, một cái buri đó, và một chai nhớt nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đó. Rồi mọi người mua hàng liên hệ cho em nha, số điện thoại 0344341710. Mọi người kết bạn Zalo nha, liên hệ cho em thì em sẽ ship code toàn quốc. Thì mọi người chỉ cần cọc cạc điện thoại 200.000 đồng thì em sẽ không bao ship, và mọi người chuyển khoản 500. Đó, chuyển khoản 500 thì em sẽ bao ship cho mọi người. Rồi, máy móc rất đẹp nha. Con này sử dụng gia đình thì rất là ok nha. Đó, rất là ok. Dòng Shinowa thì xài chế Womero nha. Dòng này rất là tiết kiệm xăng, rất là tiết kiệm xăng, đặc biệt là rất là bền nha. Con này nòng 36 ly. Đó. Ok. Xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người video tiếp theo nha mọi người.